Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân khóa 9. Các đại biểu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn thông qua các dự thảo, nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp. Lâm Đồng chú trọng xây dựng ứng xử trong trường học. Xu hướng đi du lịch Tết năm 2019. Trung Quốc gấp rút đi đầu về cắt giảm khí thải. Làm đẹp cho tuổi 125 năm Đà Lạt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự điều hành của ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, sáng nay kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 tiếp tục với phiên chất vấn và nghe các cơ quan chuyên môn trả lời chất vấn. Tại phiên họp này, nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý môi trường, xây dựng, quy hoạch hạ tầng giao thông, đô thị, phát triển nông nghiệp v.v. được đại biểu quan tâm chất vấn. Trước khi bước vào phiên chất vấn, các đại biểu đã nghe đoàn thư ký kỳ họp báo cáo kết quả tổng hợp thảo luận tổ chiều ngày 12 tháng 12. Qua thảo luận tại 5 tổ, đã có 40 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo tờ trình liên quan. Hầu hết các đại biểu thống nhất cao với các chỉ tiêu kinh tế xã hội và kết quả đạt được trong năm 2018 và những giải pháp mục tiêu của năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trên cơ sở nội dung thảo luận, các đại biểu tập trung góp ý 15 vấn đề quan trọng được cử tri quan tâm, đề nghị các ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình, có giải pháp thực hiện như lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là tăng cường đầu tư nguồn lực cho nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tiêu thụ nông sản, quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng, đầu tư, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đầu tư công nghệ, sản phẩm thương mại, dịch vụ và du lịch, đầu tư cải tạo hệ thống giao thông đường bộ quốc lộ 20, 27 và 28B, tăng cường công tác thu ngân sách, giảm nợ động thuế tại các doanh nghiệp, văn hóa, xã hội. Lĩnh vực y tế cần đẩy nhanh đưa vào hoạt động Bệnh viện 2 Lâm Đồng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, lao động thương binh và xã hội, quản lý tài nguyên môi trường, trật tự an toàn xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo, v.v. Mở đầu phiên chất vấn, nội dung được các đại biểu tập trung chất vấn ngành tài nguyên môi trường, đó là vấn đề đất đai, đảm bảo môi trường, công tác quản lý hoạt động của các đơn vị xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Nhà máy xử lý rác thải của thành phố Đà Lạt, nhưng tới hiện nay thì hoạt động của nhà máy vẫn chưa đáp ứng được cái yêu cầu xử lý rác thải của thành phố. Hiện nay thì công ty đã có cái văn bản là tiếp nhận chỉ 80 tấn rác trên ngày thôi. Trong khi đó thì cái lượng rác của thành phố Đà Lạt là đến 220 tấn trên ngày và huyện Lạc Dương là 15 tấn trên ngày. Thì sau khi mà cái nghiệm thu này thì cái năng lực nhà máy này nó có đảm bảo được cái lượng xử lý rác của thành phố Đà Lạt cũng như là huyện Lạc Dương trong cái thời gian tới hay không? Trạng ô nhiễm môi trường ở hồ Đan Kia, Suối Vàng do người dân sản xuất nông nghiệp xung quanh hồ xả thải phế phẩm nông nghiệp, các bao bì phân bón, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật làm giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết trách nhiệm và giải pháp khắc phục cái tình trạng nói trên. Trả lời ý kiến chất vấn, ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, với chức năng quản lý nhà nước, thời gian qua, ngành đã tăng cường các giải pháp quản lý, bên cạnh thực hiện đồng bộ giải quyết lĩnh vực đất đai. Việc giám sát hoạt động nhà máy xử lý rác thải tại xã Xuân Trường và đảm bảo môi trường cho khu vực hồ Đan Kia cũng được thực hiện. Nhà máy này nếu một dây chuyền thì cũng mới chỉ thực hiện được khoảng được chừng 80 đến 100 tấn rác một ngày. Cái thứ hai là xin báo cáo với quý vị đại biểu rằng là trong thời gian vừa qua thì nhà máy đã tiến hành lắp đặt dây chuyền thứ hai và dây chuyền thứ hai. Và dây chuyền thứ hai này hiện nay đã gần đi vào hoạt động, chỉ còn khâu kết nối giữa phần băng chuyền và phần lò đốt. Và hiện nay thì đã lắp đặt thêm lò đốt thứ ba để mắc hình chữ Y đối với lại cái hệ thống lò đốt số 2. Như vậy là nếu như mà hai dây chuyền thứ hai này đi vào xong thì chỉ trên 8 tiếng một ngày, 3 lò đốt cùng hoạt động thì sẽ đảm bảo tiêu thụ được hết cái lượng rác của thành phố Đà Lạt và một phần lượng rác của huyện Lạc Dương. Về vấn đề ô nhiễm của hồ Đan Kia ở Suối Vàng và tác động của cái hồ Bồi Lắng, tuyên truyền đối với lại bà con nhân dân, đặc biệt là các cái nông hộ chung quanh khu vực và các cái doanh nghiệp mà có cái sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở trong khu vực. Cái thứ hai là đã thiết lập cái cắm mốc cái hành lang an toàn bảo vệ nguồn nước theo cái nghị định 43 của chính phủ
năm 2015 về việc quy định là cái hành lang an toàn bảo vệ các cái nguồn nước. Và đối với của chúng ta thì theo điều 10 mà khoảng thứ tư đấy thì chúng ta là bảo vệ cái nguồn nước để phục vụ cho sinh hoạt tại khu vực của địa bàn địa phương. Và cái việc thứ ba là đã lắp đặt, phối hợp với huyện Lạc Dương đã lắp đặt các cái thùng để chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật và những thác thải nguy hại, tiến hành là triển khai tích cực cái kế hoạch thu gom vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi khu vực và rà soát tham mưu điều chỉnh lại cái quy hoạch về kinh tế ngành. Còn đối với hồ Bồi Lắng thì không phải là tác động chống ô nhiễm mà chỉ để là ở đây là chúng ta sẽ phòng ngừa cái chuyện là không phải nạo vét cái lòng hồ của đằng kia, xử lý cái lòng hồ Bồi Lắng và làm cho cái việc tích trữ nước của chúng ta nó qua hai lần thì nó sẽ đảm bảo trong sạch hơn chứ không phải là để loại bỏ cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Tiếp đó, các đại biểu chất vấn ngành xây dựng nội dung quản lý việc sang nhượng các khu chung cư, khu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, quy hoạch chung đường DT723 ở Lạc Dương và công viên Giặc Sen Đà Lạt. Trả lời vấn đề này, ông Lê Quang Trung, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết. Ngay sau khi có văn bản trả lời của Bộ Xây dựng thì Sở Xây dựng đã có văn bản phúc đáp lại cái kiến nghị của thành phố Đà Lạt. Thì hiện nay trong khi đang chờ Bộ Xây dựng ban hành thông tư thì đề nghị Ủy ban nhân thành phố Đà Lạt quản lý chặt chẽ việc cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền thuê nhà. Bộ Xây dựng không ban hành thông tư nữa mà đã trình cho chính phủ ban hành nghị định. Như vậy là cái việc mà hướng dẫn về thuê nhà, cho thuê nhà và xử lý quyền thuê nhà thì Bộ Xây dựng sẽ đã trình chính phủ rồi. Và tôi hy vọng là trong tháng 12 này chính phủ sẽ ban hành nghị định riêng. Và nếu như nghị định này ban hành được thì kiến nghị của thành phố sẽ được giải quyết trong thời gian tới. Về quy hoạch chung DT723, chúng tôi cũng ghi nhận đây là những vấn đề cụ thể và cũng rất là thiết thực. Thì Sở Xây dựng cũng tiếp thu ý kiến này và trong năm 2018 sẽ cùng phối hợp với Ủy ban Lạc Dương cùng với các ngành sẽ khảo sát đánh giá lại cái kết quả thực hiện của quy hoạch này và thấy rằng nếu chúng ta điều chỉnh được thì chúng tôi sẽ tham mưu Ủy ban nhân tỉnh điều chỉnh làm sao cũng trên cơ sở là đảm bảo quyền lợi của người dân. Chất vấn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đại biểu tập trung phản ánh công tác quản lý bảo vệ rừng. Mặc dù đã có những giải pháp quản lý, nhưng tình hình vi phạm lâm luật, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn ra phức tạp. Tình trạng phá rừng hiện nay thì vẫn đang rất nóng. Đề nghị ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giải pháp hướng xử lý trong thời gian tới để cử tri được biết. Hiện nay thì trả lời công tác quản lý bảo vệ rừng, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, việc để xảy ra một số vụ việc phá rừng nghiêm trọng thời gian qua cho thấy tính chất nghiêm trọng ngày càng phức tạp. Về phía ngành đã xử lý nghiêm các cán bộ để xảy ra vi phạm. Bởi vì quyết liệt và quyết không bao che, không bao dung cho đối tượng nào. Thì trong năm 2018, là chúng tôi xử lý kỷ luật 4 tập thể, 36 cá nhân. Thì trong đó 30 cá nhân là thuộc lực lượng kiểm lâm và có 3 đồng chí là lãnh đạo địa phương. Cũng liên quan đến ngành nông nghiệp, các đại biểu đề cập đến quy hoạch 3 loại rừng. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc quy hoạch 3 loại rừng đang tiếp tục được đơn vị phối hợp với các địa phương rà soát kỹ lưỡng, cụ thể. Trên cơ sở đó, tiến hành phân loại, thực hiện cấp quyền sử dụng đất cho người dân. Ngoài ra, vấn đề xử lý dịch bệnh trên cây trồng, nhất là rau hoa, việc giải quyết tiêu thụ nông sản Magic S cũng được đại biểu chất vấn ngành nông nghiệp. Hiện nay thì có 3 công ty đang tổ chức thu mua sản phẩm. Đó là công ty thực phẩm Đà Lạt, rồi công ty Thảo Nguyên, rồi công ty Lang Biang. Tuy cái sản lượng cũng chưa được nhiều, bởi vì cái trái cây thì nó mới lạ với khách hàng. Trong tiêu thị cũng đã bán, đang tiếp thị mới lạ, cho nên cái sản lượng tiêu thụ chưa được nhiều. Cho vậy là cũng đề nghị bà con khi mà trồng cái cây này thì chúng ta phải tổ chức có đơn vị nào ký kết hợp đồng bằng hợp đồng hẳn hoi thì chúng ta trồng và có cái mối liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với doanh nghiệp. Chất vấn ngành giao thông, đại biểu tập trung chất vấn về vấn đề trạm BOT Liên Đầm đặt ở vị trí chưa hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đặc biệt, việc đầu tư cải tạo một số tuyến giao thông trên địa bàn hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, công tác quản lý tình trạng xe quá tải. Do cái đặc điểm của Lâm Đồng là có mấy cái tuyến quốc lộ xuống cấp mà chưa được đầu tư nâng cấp toàn diện, thì bắt buộc công tác bảo trì của chúng ta phải được quan tâm hơn. Và các văn bản trả lời của Bộ Giao thông cũng nói là sẽ ghi nhận và sẽ tăng mức bảo trì. Thì chúng tôi cũng
làm việc với các cơ quan của Bộ Giao thông thì cũng đã nâng được cái mức từ 210 triệu bình quân cả nước lên 360 triệu. Cái ý nữa là khi bảo trì thì người ta không cho là làm bê tông nhựa, hoặc là cái móng đá là 36 phân và sau đó trải hai lớp bê tông nhựa thì cái đó quá kiên cố. Nhưng hôm nay người ta chỉ cho là lớp móng đá 14 phân và chỉ tưới nhựa hai lớp, đó là cái quy trình của bảo trì. Do đó các ông chí thấy là vừa làm xong thì qua một mùa mưa xe tải nặng đi cái là thấy lột lên ngay. Về cái công tác an toàn giao thông thì cái quan trọng nhất là hiện nay là cái công tác tuyên truyền là tập trung vào cái đội ngũ lái xe cũng như cái đối tượng mà thường gây ra tai nạn giao thông để có cái hiệu quả hơn công tác tuyên truyền. Cái thứ hai là về cái quản lý tuần tra kiểm soát và xử phạt là sẽ tăng cường trong thời gian tới, mà đặc biệt là tỉnh cũng đã quyết định là lắp đặt các cái hệ thống camera để phạt nguội ở các cái vị trí thường xảy ra cũng như là cái tuyến đường trọng điểm. Chất vấn ngành y tế, một số đại biểu nêu ý kiến cần giải quyết tình trạng đội ngũ y bác sĩ trong thời gian qua xin nghỉ việc ra làm ngoài do chính sách hỗ trợ và tiền lương thấp. Trả lời về vấn đề này, bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết. Chúng tôi đã kiến nghị một năm nay với lãnh đạo Bộ Y tế, kiến nghị với nhà nước, thứ nhất là tăng lương cho cán bộ ngành y tế vì lương quá thấp. Thứ hai là nhà nước nên có chế độ chính sách để thu hút các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ giỏi về các tỉnh Tây Nguyên, miền núi công tác, trong đó có địa phương Lâm Đồng. Trong lúc chờ đợi, rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung chất vấn các nhóm vấn đề lãi suất và phương thức cho vay, trả nợ vốn tại các ngân hàng, chất vấn nội dung quản lý tài chính, mua sắm trang thiết bị tại các cơ quan đơn vị đối với ngành tài chính. Những nội dung chất vấn được các ngành liên quan trả lời, giải trình, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian tới. Kết luận phiên chất vấn, ông Trần Đức Quận, chủ tọa kỳ họp, đánh giá cao các câu hỏi của các đại biểu đặt ra đã phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. 20 câu hỏi của các đại biểu đặt ra cho 6 ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo điều hành của từng ngành, đơn vị phụ trách, nhất là vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch, giao thông, đô thị, môi trường, phát triển nông nghiệp, hỗ trợ vốn vay. Đối với phần trả lời của các cơ quan chuyên môn, đều tập trung trọng tâm vào những vấn đề mà cử tri cũng như các đại biểu chất vấn. Những vấn đề phản ánh tại kỳ họp đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần thông báo với cử tri về nội dung trả lời chất vấn của các cơ quan chuyên môn, đồng thời thực hiện tốt vai trò giám sát và yêu cầu các sở ngành liên quan cần chỉ đạo sát sao, tập trung giải quyết những vấn đề đã chất vấn tại kỳ họp. Sau 3 ngày làm việc, chiều nay kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 6 khóa 9 đã họp phiên bế mạc. Dưới sự chủ trì của ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp đã hoàn thành các chương trình nội dung quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 và thời gian tiếp theo. Trong ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe phát biểu của ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá toàn diện những thành tựu chung của tỉnh trong năm 2018, cũng như những nội dung vấn đề cần thực hiện tại kỳ họp. Nghe ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả kinh tế xã hội năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Đồng thời, kỳ họp thứ 6 đã thực hiện công tác nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2016-2021, và tiến hành phiên chất vấn, nghe cơ quan chuyên môn trả lời chất vấn. Trong phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, giải trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu thuộc trách nhiệm điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, trong năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của Lâm Đồng tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng trên 8,59%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước 6,8%. Cơ cấu ngành nông lâm thủy sản tăng bình quân 5,2%, giá trị sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được củng cố và đổi mới. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hoạt động của các hợp tác xã phát triển, nên sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt gần 55.000 ha, chiếm gần 20% diện tích canh tác. Phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, toàn tỉnh có 87 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 75% tổng số xã, tăng 12 xã so với năm 2017. Riêng huyện Đơn Dương đã hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Đức Trọng đang hoàn chỉnh hồ sơ trình chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng trưởng cả về chất và lượng. Hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc,
các dự án đầu tư trọng điểm tiếp tục được triển khai, đảm bảo tiến độ và kế hoạch thực hiện. Với sự vào cuộc của ngành thuế và chính quyền các địa phương, thu ngân sách nhà nước dự kiến đến hết tháng 12 năm 2018 ước đạt 7.100 tỷ đồng, bằng 105% dự toán địa phương, tăng 110% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 2,91%. Trong đó, hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn 9,56%. Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, các vấn đề văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt khẳng định, đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn diện nền kinh tế của tỉnh, trong năm 2018, một số lĩnh vực vẫn gặp khó khăn, hạn chế. Việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản còn chưa chặt chẽ. Giá một số nông sản không ổn định, tình trạng nông sản Trung Quốc giả nhãn mác nông sản Đà Lạt chưa được xử lý triệt để. Trong lĩnh vực nông nghiệp này nữa thì tình hình nông sản Trung Quốc giả nhãn mác nông sản Đà Lạt chưa được xử lý một cách triệt để. Báo cáo các đồng chí, theo cái thống kê thì chúng trong 1.592 cơ sở kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh thì có 17 cơ sở đang kinh doanh nông sản của Trung Quốc, tỷ lệ thì khoảng chưa được 10%, hơn 1% thôi, nhưng mà lại cái sản phẩm này nó rất là chao đảo đến cái thương hiệu của một số các cái sản phẩm nông nghiệp của chúng ta. Thì điều này để thấy là gì, là gì, là cái mà chúng ta quản lý thị trường, cái mà ta kiểm soát hàng hóa nông sản trên địa bàn thì chúng ta cũng còn nhiều cái hạn chế. Mặc dù rằng về mặt lý là gì, đây là những cái mặt hàng mà nhập đủ các cái tiêu chuẩn để vào Việt Nam, thì cái việc đó là cái chuyện người ta lưu hành cái hàng hóa đó trên Việt Nam với cái nhãn mác là Trung Quốc thì có lẽ chúng ta không nói gì, nhưng mà chính là người ta biến từ hàng Trung Quốc để sang thành cái hàng của Đà Lạt, của Lâm Đồng, của các địa phương Lâm Đồng. Thì đó là cái mà chúng ta cần có những cái giải pháp mà để chúng ta xử lý, thì chúng ta làm chưa kiên quyết. Vấn đề này nó trở thành một cái vấn đề mà mọi người dân, đặc biệt là nông dân của Lâm Đồng hết sức là quan tâm và lo ngại, ảnh hưởng đến cái đời sống, ảnh hưởng đến sản xuất. Đây là một câu hỏi và tôi nghĩ là trách nhiệm là của Ủy ban Nhân dân các cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của các ngành, của các địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế như tình hình dịch bệnh trên một số cây trồng, công tác quản lý khoáng sản, môi trường, mặc dù được tăng cường nhưng vẫn diễn ra phức tạp. Tình hình sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, chưa được ngăn chặn dứt điểm. Số vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn ở mức cao. Tình trạng ken cây, phá rừng, hủy hoại rừng, đặc biệt tại các địa bàn như Lâm Hà, Đam Rông, Đà Lạt vẫn còn thường xuyên xảy ra. Vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng thì báo cáo các đồng chí cũng có nhiều ý kiến. Qua thảo luận của các tổ, phản ánh của các tổ thì chúng ta thấy đây là một nội dung mà một trong những cái hạn chế của chúng ta, một trong những nhiệm vụ mà hết sức là phức tạp. Mà vừa mất cán bộ, vừa mất tài nguyên rừng, rồi vừa thể hiện hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, rồi vừa là vấn đề xử lý của chúng ta. Hàng tuần thì có điều có từ 15 đến 20 vụ lớn nhỏ xảy ra. Địa bàn thì có lẽ là nó tập trung mấy địa bàn chính như thế, chúng ta biết rồi, mà cũng có những cái địa bàn khác. Và cái hình thức vi phạm có tinh vi gì đó, nhưng mà chúng ta hiện nay thì vẫn tập trung xoáy vào chính, số vụ nhiều và diện tích nhiều, có lẽ là cái rừng thông, khoan đục cây, bơm thuốc để diệt cây, có lẽ là như thế. Rồi vấn đề gặm nhấm đất làm nhà, lấy đất sản xuất nông nghiệp, đúng không? Rồi chỉ có một số diện tích khác thì người ta mới lấy, đặc biệt là các huyện ở hướng phía Nam thì mới liên quan tới lâm sản. Thì chúng ta khoanh được, chúng ta biết được, và hầu như là rừng nào cũng có chủ. Không là các ban quản lý rừng thì là các doanh nghiệp, chúng ta đều có chủ cả. Nhưng mà cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng thì xin thưa các đồng chí là vẫn còn nhiều cái điều phải lắm. Khi mà đã xảy ra rồi thì lại trách nhiệm không rõ. Khi mà đã xảy ra rồi thì việc xử lý rất là chậm. Khi mà đã xảy ra rồi thì lại không phát hiện. Ngoài ra, một số lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách gặp khó khăn, tiến độ giải ngân nguồn vốn chậm, chất lượng dịch vụ du lịch tuy có chuyển biến song chưa cao. Đối với địa bàn thành phố Đà Lạt, vẫn xảy ra tình trạng chặt chém, cò khách, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch địa phương. Tình hình quản lý trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn một số yếu tố bất ổn, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm môi trường, tội phạm về ma túy. Tình hình hoạt động tín dụng đen tiếp tục diễn biến phức tạp,
công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 và đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tỉnh Lâm Đồng xác định năm 2019 là năm vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Do đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đề nghị các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung là nâng cao giá trị nông sản thông qua các hoạt động sau thu hoạch, quản lý chất lượng, tiếp tục xây dựng quảng bá và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, du lịch và các sản phẩm chủ yếu khác của tỉnh, trọng tâm là thương hiệu là Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Rồi kịp thời ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ để hình thêm nhiều liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Rồi quy hoạch bố trí lại sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, bảo vệ cảnh quan, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, từng bước có giải pháp phù hợp để giảm diện tích nhà kính, nhà lưới, phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, du lịch sinh thái, du lịch kênh nông là những cái khâu mà chúng ta chọn trong lĩnh vực nông nghiệp để chúng ta đột phá. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng có giá trị kinh tế cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề, tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 đạt 7.985 tỷ đồng. Đồng thời, tăng cường quản lý bảo vệ rừng, trật tự đô thị, đổi mới nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tại phiên bế mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 9 đã biểu quyết thông qua 20 dự thảo, nghị quyết liên quan đến giải quyết vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và thứ 6. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nghị quyết sửa đổi bổ sung khoản 4 điều 1, nghị quyết số 19 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019, nghị quyết khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách năm 2019, phân bổ kinh phí đảm bảo an toàn giao thông, phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. Nghị quyết quy định nội dung danh mục chi đảm bảo Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cấp huyện. Nghị quyết quy định về mục hỗ trợ thủy lợi. Nghị quyết hợp nhất 3 văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Nghị quyết đào tạo cán bộ công nhân viên ở trong nước. Biên chế hành chính năm 2019. Phê duyệt tổng số người làm việc năm 2019. Nghị quyết chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu. Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và nghị quyết liên quan đến hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những nội dung chương trình, kết quả và tinh thần làm việc của các đại biểu tại kỳ họp lần thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, đồng thời khẳng định quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi cử tri, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cùng với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, các ngành tiếp tục đoàn kết, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Kính thưa quý vị đại biểu, cùng toàn thể đồng bào, cử tri trong tỉnh, với chủ đề năm 2019 là vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà cần phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, tiếp đà của năm 2018, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Đề nghị các ngành chức năng, các địa phương sớm có kế hoạch triển khai cụ thể và có các giải pháp tích cực, đồng bộ,
với tinh thần chủ động, sáng tạo, với quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần chủ động thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định, bám sát cơ sở, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và của nhân dân, tích cực thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tế đời sống xã hội để phản ánh và kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội, các thành viên của mặt trận tiếp tục phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội, tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và tham gia giám sát thực hiện nghị quyết của các cấp chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, năng động sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Xin trân trọng cảm ơn. Với tinh thần trách nhiệm làm việc nghiêm túc hiệu quả của các vị đại biểu, kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã thành công tốt đẹp, mở ra niềm tin và sự kỳ vọng mới cho nền kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển trong năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần đưa Lâm Đồng trở thành một trong những trung tâm kinh tế, xã hội quan trọng của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Lâm Đồng chú trọng xây dựng ứng xử trong trường học và môi trường thân thiện giữa thầy cô giáo và các em học sinh. Đà Lạt lắp đặt 89 bóng đèn thông minh trên các trục đường trung tâm thành phố. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nhằm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án nêu trên được chia thành hai giai đoạn thực hiện. Cụ thể, giai đoạn 2018-2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Hàng năm có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền phổ biến học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử. Có 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn giáo dục, đoàn thanh niên, hội sinh viên, đội thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa. 90 trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Giai đoạn 2021-2025 có 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền phổ biến học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử. 95% cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ công đoàn giáo dục, đoàn thanh niên, hội sinh viên, đội thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học và 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường. Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Nằm trong dự án thí điểm triển khai xây dựng đề án thành phố Đà Lạt thông minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ký kết với nhà tài trợ Hàn Quốc, công ty cổ phần Vina Smart LED, chuyên về cung cấp giải pháp cho thành phố thông minh triển khai lắp đặt 89 bóng đèn thông minh tại 3 khu vực trên địa bàn. Cụ thể, đường Nguyễn Thị Minh Khai và chợ Đà Lạt lắp 28 bóng, khu vực cầu Ông Đạo lắp 11 bóng và quảng trường Lâm Viên lắp 50 bóng. Đây là loại đèn có khả năng cảm ứng ánh sáng tự nhiên để mở, tắt điện và phát wifi miễn phí phục vụ người dân địa phương cũng như du khách tại các khu vực trên. Bên cạnh đó, loại bóng đèn này giúp tiết kiệm được từ 60-70% năng lượng so với hệ thống đèn cũ, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. Dự án này sẽ được nhà tài trợ Hàn Quốc tài trợ 100% kinh phí và bảo hành trong 20 năm.
Sáng 13 tháng 12, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên dân số tỉnh. Trên 80 thí sinh là cán bộ dân số của 12 huyện thành trong tỉnh đã tham gia tranh tài ở 3 phần thi gồm phần thi chào hỏi, thi hiểu biết và phần thi tiểu phẩm. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và công phu, các thí sinh đã mang đến hội thi những kiến thức bổ ích, những thông điệp hay, cùng với đó là những tiểu phẩm dí dỏm, tạo nên không khí sôi động và hào hứng. Thông qua hội thi tuyên truyền viên dân số tỉnh nhằm tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về những chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Đây cũng là cơ hội để 147 cán bộ chuyên trách và trên 2.500 cộng tác viên dân số trong tỉnh được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm và những kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và thay đổi về hành vi, về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình một cách bền vững, từng bước nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất lẫn tinh thần, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin tối nay: xu hướng đi nghỉ dưỡng của người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch 2019. Trung Quốc gấp rút đi đầu về cắt giảm khí thải. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng một tháng lên 1.490.000 đồng một tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Theo đó, giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương, kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định, đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không cân đối được nguồn theo quy định của chính phủ. Quốc hội cũng giao chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, thực hiện cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập, ưu tiên dành nguồn cải cách tiền lương. Với 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch và 9 ngày nghỉ Tết âm lịch, thị trường du lịch Tết 2019 đang nóng lên từng ngày để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Rất nhiều khách hàng có dự định đi du lịch dịp nghỉ Tết sắp tới đã tìm hiểu và đặt tour sớm. Bà Thanh đã chọn cho gia đình tour du lịch nước ngoài vào dịp Tết Dương lịch. Đã chuẩn bị cho Tết ý. Đi Tết, nhất là Tết Dương lịch thì bây giờ mình nghĩ là cũng đã hơi muộn rồi. Chứ còn nếu Tết âm lịch thì là thời gian chuẩn bị như thế là cũng được. Tại vì còn phải đi tìm hiểu các cái tour hoặc là những cái điểm mình đến nó như thế nào. Đấy, và nếu khi mình càng đặt sớm thì cái giá thì nó cũng rẻ hơn. Gia đình ông Hải cũng lựa chọn đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán ngay từ thời điểm này. Ông cho biết, nghỉ Tết thì các con mới được nghỉ nhiều ngày, nên cả nhà quyết định đi chơi tại một địa điểm du lịch mới lạ. Sau Tết, độ mùng 2, mùng 3 hay mùng 4 thì ta cũng có thể bắt đầu đi du lịch được. Đấy, chứ không phải là ở chọn một cái Tết như cái cách ngày xưa của cha ông ta. Theo các đơn vị lữ hành, những năm gần đây, xu hướng đi du lịch vào dịp Tết Dương lịch và Tết âm lịch ngày càng tăng. Vì vậy, công tác chuẩn bị tour Tết cũng được các công ty thực hiện từ sớm. So với mọi năm, các chương trình tour trong và ngoài nước năm nay đều được thiết kế với những nét mới và có mức giá ưu đãi khác nhau để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Công tác chuẩn bị từ sớm thì làm sao mà để cái giá Tết nó không quá chênh lệch với cái giá truyền thống, giá thông thường. Đấy, và vì thế cho nên là đã làm việc rất kỹ với các hãng hàng không, rồi các cái đối tác, nhà hàng, khách sạn để có được cái mức giá hợp lý nhất để du khách có được cái Tết vui vẻ. Với khoảng thời gian nghỉ Tết dài ngày, các đơn vị lữ hành dự kiến nhu cầu đi du lịch Tết năm nay sẽ tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi cam kết Paris về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Trung Quốc đã gấp rút đảm nhận vai trò đi đầu trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, để hoàn thành được mục tiêu này, còn tồn tại vô vàn khó khăn với Trung Quốc.
Đây là một mỏ sản xuất than đá tại Trung Quốc và những chiếc máy xúc này vẫn hoạt động hết công suất để đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất và sử dụng trong nước. Với cam kết giảm thiểu khí gây hiệu ứng nhà kính, Trung Quốc đang tìm cách loại bỏ than đá, nguồn nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường, thậm chí là đóng cửa hàng nghìn nhà máy và mỏ than. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đạt được những số liệu khả quan trong cuộc chiến chống khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Và chúng tôi cũng nhất trí rằng năng lượng xanh là xu hướng tất yếu của thế giới trong những năm tới. Thế nhưng dựa vào tình hình 3 năm gần đây, mục tiêu cắt giảm khí thải có vẻ như còn khó khăn với Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không bằng những năm trước, những khó khăn do cuộc chiến thương mại với Mỹ gần đây đem lại khiến cho việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng sạch còn khó khăn. Đây là một buổi sáng bình thường tại thủ đô Bắc Kinh. Không khí dày đặc sương mù, ô nhiễm không khí khiến mọi người trở nên khó thở. Bắc Kinh là một trong 79 thành phố của Trung Quốc phải ban bố cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí. Chính phủ cần vừa đảm bảo tốc độ tăng trưởng, vừa đảm bảo cam kết cắt giảm khí thải nhà kính. Đây là những vấn đề khó, không thể quá gấp gáp, nhưng cũng không thể chần chừ. Nằm trong nỗ lực giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính, chính phủ Trung Quốc đã có nhiều chính sách giảm giá và khuyến khích người dân chuyển sang dùng ô tô điện. Và chỉ trong vòng nửa năm qua, hơn 500.000 chiếc xe điện đã được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc và mục tiêu của Trung Quốc là trở thành nhà sản xuất ô tô điện lớn trên toàn cầu. Đến thủ đô London của Anh những ngày này, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn những khối băng khổng lồ ở vùng Bắc Cực trái đất đang được trưng bày trên bờ sông Tham. Dù chỉ là những tảng băng thông thường, không hề qua bàn tay mài dũa của các nghệ sĩ, nhưng chúng là minh chứng về vấn đề biến đổi khí hậu. Triển lãm diễn ra ngay bên ngoài Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Tate Modern. Với tựa đề Ice Watch, buổi triển lãm trưng bày 24 khối băng tượng trưng cho Hội nghị Liên Hợp Quốc bàn về biến đổi khí hậu lần thứ 24 đang diễn ra tại thành phố Katowice, Ba Lan. Các tác giả cho biết đây đều là những khối băng được vớt từ vùng biển ở Greenland, nơi quanh năm lạnh giá. Tác động của biến đổi khí hậu làm trái đất nóng lên đang khiến băng ở Greenland dần biến mất. Và hình ảnh những khối băng đang tan chảy tại triển lãm cũng chính là cách các tác giả khơi dậy ý thức cộng đồng cùng hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn cấp thiết này. Đẩy nhanh việc hoàn thiện và chỉnh trang đô thị chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển là thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay. Chỉ còn ít tuần nữa là thành phố Đà Lạt sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, chính trị và chào đón năm mới 2019. Vì vậy, việc hoàn thành cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt đô thị đẹp hơn đang được thành phố tiến hành khẩn trương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hiện nay các hoạt động chỉnh trang đô thị của thành phố Đà Lạt đang được tiến hành khẩn trương. Nhiều đoạn đường xuống cấp được khắc phục hiện trạng. Cùng với đó, năm trục đường chính của thành phố Đà Lạt là Lê Hồng Phong, Trần Quốc Toản, Phan Chu Trinh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Như Thạch đã được tiến hành thảm nhựa mới. Theo công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, năm tuyến đường trên dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 12, kể cả gói nâng cấp vỉa hè. Ngoài việc thảm nhựa mới, một số trục đường chính cũng đang được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng khắc phục lại mặt đường đối với các đoạn đã đào và hoàn trả mặt bằng chưa đúng yêu cầu trước đó. Bây giờ thấy làm như thế này là tốt đấy, nhưng mà rồi không biết có dợp lên không. Do nhiều con đường thấy làm trước dài 3 tháng sau thì nó dợp. Nên cái này là cái sự giám sát của một cái công trình. Nếu giám sát tốt thì nó sẽ đi đến kết quả tốt. Chúng tôi tập trung tất cả các thiết bị máy móc để đảm bảo cho kịp cái tiến độ thi công cũng như là khi đưa vào sử dụng thì nó phải thực sự là đảm bảo để cho cái vận chuyển hay là cái đi lại của bà con được tốt hơn. Bên cạnh đó, công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt cũng tiến hành trồng dặm hoa trên nhiều tuyến phố đường đèo. Vườn hoa thành phố Đà Lạt và các tiểu công viên cũng đang được các công nhân cải tạo làm mới bằng các loại cây hoa sinh động. Cùng với đó, các công trình hạ tầng khác cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Những ngày này, vào dịp cuối tuần có rất nhiều du khách đến Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng. Những đổi thay của thành phố đã giành nhiều thiện cảm của du khách. Em thấy Đà Lạt là một thành phố khá là mơ mộng và đẹp. Nhưng mà có nhiều chỗ rất là đẹp. Tuy nhiên là ở một vài chỗ công cộng em không thấy là có rác pin ni lông và
chai lò nữa. Theo em thì mình có nên quản lý hoặc là đầu tư bố trí một vài thùng rác là ở cả cái địa điểm công cộng để mình khi mà tìm chỗ để vứt rác thì mình dễ tìm hơn. Đường thì mình nên khắc phục, là em nghĩ là chỉ cần trải nhựa lại một tí thôi là đỡ ổn rồi. Dù là công trình thi công theo hình thức nào thì các đơn vị thi công cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thành đúng tiến độ. Những hoạt động này không chỉ góp phần làm cho hạ tầng đô thị hoàn thiện hơn, mà nó còn là mong mỏi của người dân và du khách. Cố gắng là trong vòng tới khoảng tới 15 tháng 12 là mình hoàn thành một số cái tuyến đường là chính. Còn những cái tuyến đường mà nó không nằm trong cái khu vực trung tâm á, thì mình có thể mình trễ hơn chút. Như vậy sẽ có 19 tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt với tổng chiều dài trên 13 km được sửa chữa nâng cấp với tổng mức đầu tư dự án trên 79 tỷ đồng. Các công trình chiếu sáng, kẻ vạch đường, thay đổi biển báo giao thông cũng được chú trọng. Phần lớn các gói nâng cấp trên nhằm chỉnh trang đô thị phục vụ lễ kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, cùng các hoạt động văn hóa chính trị quan trọng khác sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Với sự chỉ đạo sâu sát của thành phố Đà Lạt sẽ góp phần quan trọng để đem lại bộ mặt đô thị mới mẻ hơn, đẹp hơn để chào đón du khách đến với địa phương trong những ngày lễ hội và năm mới 2019. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.